Hãy cùng Vinaganic xuôi về miền đất cực nam của Tổ quốc Cà Mau, nơi con người đầy chất phác và bạt ngàn màu xanh của rừng U Minh, để cùng nhau khám phá 2 ngày lắp đặt dây chuyền sản xuất và chuyển giao công nghệ cá sốt cà, tôm sốt cà đóng hộp tại nơi đây nhé. Với dự án lần này, đội ngũ Vinaganic rất tự hào và hân hạnh khi cung cấp giải pháp cá, tôm sốt cà đóng hộp cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau. Được biết để cung cấp lương thực dài hạn cho quân đội trong vòng 2 đến 3 năm, cần có một sản phẩm đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, thơm ngon, tiện lợi, gọn nhẹ và thời hạn sử dụng dài. Nắm bắt được nhu cầu đó, dây chuyền sản xuất cá, tôm sốt cà đóng hộp của Vinaganic đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe của phía Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau. Hãy cùng theo dõi hết video ngày hôm nay nhé. Một dây chuyền sản xuất tôm, cá sốt cà chua đóng hộp sẽ bao gồm các máy thiết bị chính như sau: máy xay nhuyễn sốt, máy nấu sốt, máy chiết rót, máy đánh vảy cá, máy ghép mí, máy hấp tiệt trùng. Công đoạn đầu tiên để sản xuất sản phẩm đóng hộp đó là khâu xử lý nguyên liệu. Nguyên liệu để sản xuất tôm cá sốt cà đóng hộp là loại tôm sú lớn, cá nục và cá ngừ. Tôm, cá được sơ chế làm sạch, cắt định hình tùy theo chuẩn kích thước mà Vinaganic quy định, sau đó xếp vào hộp. Nguyên liệu được lựa chọn kỹ lưỡng, đảm bảo độ tươi ngon, ngâm rửa kỹ càng để khử mùi tanh, tạo hương vị đặc trưng cho sản phẩm. Xay phối trộn sốt cà chua. Để tạo nên hương vị thơm ngon đặc trưng, các bạn lựa chọn những quả cà chua chín mọng, tươi ngon nhất, kết hợp cùng các loại gia vị hảo hạng theo công thức chuẩn của Vinaganic. Tất cả nguyên liệu được đưa vào máy xay nhuyễn Vinaganic. Máy có công suất lớn, giúp xay nhuyễn nguyên liệu một cách tự động, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và chi phí. Nấu sốt cà chua. Sau khi phối trộn, sốt cà chua được đưa vào máy nấu sốt Vinaganic để xử lý nấu chín. Máy được thiết kế đặc biệt để nấu chín nước sốt cà chua, đảm bảo nước sốt được nấu một cách hiệu quả, giữ được hương vị thơm ngon và dinh dưỡng. Máy được làm từ inox 304, chịu nhiệt tốt, có hệ thống cánh khuấy giúp nước sốt cà chua được nấu chín đều và không bị lắng cặn. Bên cạnh model 50 lít này, Vinaganic cung cấp nhiều model có năng suất khác nhau như 100 lít, 200 lít đến các dung tích lớn hơn theo yêu cầu của khách hàng. Không chỉ dừng lại ở sốt cà chua, chiếc máy này còn có thể ứng dụng để sản xuất nhiều loại sốt khác nhau như sốt lẩu tôm dùm, sốt lẩu trường thọ, sốt lẩu kim chi. Quả là một chiếc máy rất đa năng phải không nào? Chiếc rót sốt cà chua. Sốt cà chua sau khi trải qua công đoạn nấu chín, chúng ta sẽ đến với công đoạn chiết rót. Sốt được cho vào bồn chứa của máy chiết rót. Máy có bộ phận gia nhiệt, đảm bảo sốt được giữ nóng liên tục khi chiết rót vào hộp. Công đoạn này được chiết rót một cách dễ dàng nhờ vào chế độ chiết rót tự động. Sốt được chiết rót đồng đều giữa các hộp theo định lượng đã được cài đặt sẵn trong máy. Với thiết kế thông minh, hoạt động liên tục, đảm bảo năng suất chiết rót cao, đáp ứng nhu cầu sản xuất lớn. Bên cạnh đó, máy giúp tiết kiệm thời gian và chi phí sản xuất. Sau khi chiết rót hoàn tất, hộp tôm cá sẽ được mang qua công đoạn ghép mí. Máy giúp ghép mí hộp một cách chắc chắn, kín, đường ghép mí đẹp, nâng cao tính chuyên nghiệp và giá trị cho sản phẩm. Việc ghép kín nắp hộp giúp quá trình tiệt trùng thuận lợi, bảo vệ sản phẩm khỏi các tác nhân bên ngoài, duy trì chất lượng và kéo dài thời hạn sử dụng. Máy ghép mí theo chu trình tự động, hoạt động liên tục, ổn định, bền bỉ, đảm bảo hiệu quả sản xuất trong thời gian dài. Công đoạn cuối cùng của quy trình sản xuất là hấp tiệt trùng. Hấp tiệt trùng giúp loại bỏ và tiêu diệt các vi khuẩn, vi sinh vật như nấm, virus và các tác nhân sinh học, qua đó giúp tăng thời gian bảo quản của sản phẩm tôm, cá sốt cà đóng hộp lên đến 2 năm mà không bị hư hỏng. Máy áp dụng nguyên lý giải nhiệt trong quá trình sau tiệt trùng, giúp sản phẩm không bị phồng hộp, phồng bao bì. Chính vì thế, máy phù hợp tiệt trùng với tất cả các loại bao bì, từ đồ hộp tới túi nhôm. Máy được trang bị xe đẩy, có khóa gài giúp di chuyển thuận lợi trong xưởng sản xuất. Cuối cùng, chúng ta sẽ dán nhãn vào hộp và hoàn thiện sản phẩm. Như các bạn có thể thấy, sản phẩm tôm cá sốt cà chua đóng hộp sau khi tiệt trùng có mùi thơm đặc trưng, có vị cay, mặn, ngọt hài hòa và có cấu trúc mềm, dai, vừa phải. Sản phẩm có thời gian bảo quản lâu dài, bảo quản ở nhiệt độ thường trong vòng 24 tháng.
Vina Organic không chỉ cung cấp dây chuyền sản xuất hiện đại mà còn đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình vận hành. Chúng tôi lắp đặt, chuyển giao công nghệ, hướng dẫn vận hành, đào tạo kỹ thuật, đảm bảo khách hàng làm chủ công nghệ, tự tin sản xuất. Thế là đã kết thúc 2 ngày lắp đặt dây chuyền sản xuất và chuyển giao công nghệ tôm, cá sốt ca đóng hộp tại Cà Mau rồi. Đội ngũ kỹ thuật Vina Organic rất tự hào khi đã cung cấp một giải pháp sản xuất đến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau. Nhìn thấy được nụ cười và niềm vui của các đồng chí tại nơi đây, Vina Organic rất hạnh phúc. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục hành trình mang nghề đến với mọi miền Tổ quốc, dù bất kể ở đâu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hành trình của Vina Organic tại tỉnh Cà Mau. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với Vina Organic để được hỗ trợ tận tình. Đừng quên đón xem video tiếp theo của chúng tôi trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.